quan đại nhôm lô hai phim quan đã cái hà đạt sụt tốp tí pi bị lỡ khuôn hai miếng làm tham like I'm on an international stage đôi bình yên chứ nghe bởi dương mơ có đồng hưởng Frozen á đôi cái hà Ella Anna Nhôm cho bữa tốt phim, cả lệch máu bốc khởi nhuộm khuôn ái hay cứ emotional khăn mềm tên đời xa tại vì bạn thử nhôm nó khởi đo cao bởi lòng lưu trả ơn trải chiệt hay cầm rõ khăn mềm tên là nhôm mình ở các khuôn cá xe lịa chốt bạp năng nhôm thơ lọp còn là text phép qua tháng này còn là chia rụp riêng để nhôm chọn bàn hay ở bàn phép bò ta qua tiệm tha ở lời nhôm ai khăn creativity ai khăn còn là thơ từ bàn tay còn là khởi nhuộm tốt hay cứ quật là nhôm ổn sẵn khâm mộng nhôm bật chìa miên mô tả nạc hiệp tên lư stylist bởi nhôm khăn mềm tên nhôm cho rung cam vị thi chở đong mềm tên hay rụp này mũi cứ viết tay thì miên phép khó khăn nha bởi dương tam thông bản đá dương trong miên phép chân này bình đất hay trong ai khăn nẹ designer nâng quật và hai nữ kia hai thái tiêu của sao bỏ quật này chẳng bên nâng có ban gì khi thái trẻ thơ mấy đầm bây ở xong cho mùi nâng cam vị thi hai mùi tiết thật thơ mấy ở bây dương xuyện tới cứ ở việc xong nâng rụp riêng dương hay còn là chanh mắt cứ phải. Okay, cool. Wow, I love this. Let's put the dress on. Yeah, better. Cool. It's a bit heavy. So, are you ready for that? Yeah. So we home, yeah? Yes. Tam thong mat da rope pe da yeung thveu ka ha da first fitting vi taeng te mien ka phlas pdo ntik tua yai pantae khuan da nyum lo hai phliem khuan da ka ha da sotop ti 2 pe leu khluon hai mien aram tha like I'm on an international stage doich pneang chang na ba yeung meur khnung reung Frozen na doich ka ha Ella Anna te tiem chong sak da ti pe pru nyum khlaich teak pe da mdon mdon pa ba chang ki vi teak rope. Okay. Actually, even can find like I think light blue pearls also yeah. Will fit. ប្រកបណាថារូបហ្នឹងគឺអាចនឹងឆ្នៃទៅជាអីគេផ្សេងប៉ុន្តែពណ៌កណាត់នេះគឺនៅអញ្ចឹងទាំងអស់យើងអត់ដូរទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើដោយដែលតាមការពិភាក្សាគ្នាមិញលោជាក់ស្ដែងគឺយើងត្រូវប្រហែលជាដូរខ្លះខ្លះកន្លែងស្មាហើយរូបប្រហែលជាវារៀងវែងព្រោះខ្ញុំរៀងល្អិតដែរអញ្ចឹងយើងអាចនឹងកាត់បន្ថយវាប្រហែលជា10លេខអីអញ្ចឹងហើយខាងក្រោយយើងអាចនឹងដូរខ្លះខ្លះអាចនឹងថែមថយកន្លែងចង្កេះនេះបន្តិចកាត់វារៀងខ្លីបន្តិចគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាវាប្លែកជាងថ្ងៃ fitting របស់យើងកាត់វាអញ្ចឹងមើលទៅវាឃើញរៀងស្រឡះជាងក្នុងបន្តិចយូ yes much better much better ហើយសំខាន់ដូរបិជើងខ្ពស់ជាងនឹងអូខេ yeah ហើយវាស្រួលដែរព្រោះឥឡូវមានអត់ថាវាតិចតិចអត់ឲ្យលើកស្អាតជាងមកលើកតែវាឃើញរៀងរោបយើងឃើញយើងស្លាស្អាតវារញ៉ៃញ៉ៃអានេះនេះគាត់តែយើងធ្វើតេសតេសលេងនេះមែនតែនស្អាតជាងហ្នឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួចហើយពី fitting របស់ខ្ញុំសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយឃើញនៅគេហៅថា final touch up នៅក្នុងកម្មវិធី Playing Music Award See you